Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Quên bỏ tuổi xanh nơi thâm sơn quan tịch. Sư tỷ ơi, đệ đã về đây. Quyên quyên sư tỷ, ngũ đệ đã lìa xa vùng Nam Hạ. Khi trời thu rũ rưỡi lá vàng rơi, về đây dựng một ngai vàng quý bao cho tỷ nương ngự trị đến đời. Và trong những tháng năm dài gần gũi, để thấy lòng mình như hoàng nặng khối tương tương. Dù lắng căm sơn động triều đình nho nhỏ, chỉ dành riêng một nữ chú với tôi thần. Ba năm dài kết chặt mối tình thắm, kẻ thần tử đã âm thầm yêu nữ chúa. Nữ chúa
ai đó. Cho tôi xin miếng nước. Tên khốn, sao dám phá tan mộng đẹp của ta? Tôi chỉ muốn xin nước uống, chớ có phá tan mộng đẹp mộng xấu gì của ông đâu. Nếu không có lời dặn dò của sư tỷ, ta đã ném cái thân xác tồi tàn của nhà ngươi xuống vực sâu. Sao ông có vẻ căm ghét tôi quá vậy? Vì nơi đây chỉ có một nữ chúa và một tối thần, không có chỗ dành cho kẻ thứ ba. Nhà ngươi nghe rõ chưa? Đoàn đệ, Đoàn đệ về rồi đó phải không? Vâng, đệ đã về đây. Hãy đến đây gặp sư tỷ có việc. Vâng, đệ sẽ đến ngay. Lý Bình Lan này thật bất tài vô dụng, chỉ thoáng qua chút mê hồ hương của Tiêu Diêu phái, vậy mà mê man mãi đến bây giờ. Ai đã cứu ta và đưa về đây? Phải chăng đó là Quả Sơn thần nữ? Ta mơ gió ngựa trời quang ải, lớp lớp hùng binh chẳng bước hồ, đôi giặc dần say non nước cũ. Thanh bình quá nở đẹp thiên thu. Lý Bình Lan, xin cảm ơn thần nữ đã cứu mạng kẻ hèn này. Biết tại sao ta cứu mạng nhà ngươi không? Xin thần nữ cứ dạy. Vì nhà ngươi đã làm một việc mà ta chưa làm được. Là sao? Có phải nhà ngươi đang trên đường xuôi Nam Hạ, để đúng ngày rằm tháng 8 tới đây sẽ có một cuộc hội quân rất lớn tại nơi vùng cấm địa Hoàng Hoa Cương, đến ngày khởi nghĩa đánh đuổi xâm lăng đàn cướp phá, từ Giang Bắc xuống Giang Nam đều đầy dậy bóng quân thù. Đây là chuyện bí mật quân tình, sao thần nữ biết rõ nguồn cơn? Ta còn biết thêm một việc, hiện giờ quan tổng đốc Hàng Châu đang quy tụ kiếm khách giang hồ để chờ ngày tiến chiếm phương Nam. Xin cảm ơn thần nữ vô cùng, hẹn một ngày đền đáp thăm anh. Nhà ngươi vì nhà ngươi đã chỉ rõ kẻ thù mà ta đang tìm kiếm. Giữa ta với ngươi không ai nợ nần ai hết. Vậy thì kẻ này xin giả biệt thần nữ cô nương. Vô lễ! Tại hạ có gì đắc tội? Nhà ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi không? Sao dám gọi bằng cô nương này, cô nương nọ? Vậy tại hạ phải xưng tụng sao cho phải phép? À, phải lễ độ gọi là thần nữ bà bà. Hả? Bà bà? Không lẽ thần nữ Quả Sơn già lắm rồi sao? Nhà ngươi lẩm bẩm gì đó? Tại hạ nói Quả Sơn thần nữ đẹp mỹ miều như vậy mà gọi bà, nghe kỳ cục quá. Nhà ngươi có thấy mặt ta chưa? Chưa. Vậy sao biết ta đẹp mỹ miều? Thấy cái tướng yểu điệu vậy là biết đẹp rồi. Nhà ngươi, nhà ngươi lẻo lự quá, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi đó. Vậy thôi, tại hạ không nói gì nữa và cũng xin cáo biệt. Khoan, Lý Bình Lan. Bà, còn muốn gì nữa? Bộ ngươi giận ta làm sao? Kẻ hậu sinh này sao lại dám giận một bà lão? Câm! Tại sao nhà ngươi dám gọi ta là một bà lão? Ủa, gọi cô nương không chịu thì tôi phải gọi bà lão chứ sao? Tiếng bà thì được, gọi bà lão ta không có chịu đâu. Quả Sơn thần nữ này ngang ngược thiệt, hèn chi thiên hạ đồ. Nín! Ta biết nhà ngươi muốn nói gì rồi. Một bà già vừa xấu xa vừa khó chịu. Không. Nhà ngươi có biết tại sao ta
ta lại như vậy không? Cuộc đời của ta hoàn toàn bất hạnh. Đã bao ngày qua chìm trong đau xót, sống âm thầm, cuộc đời quạnh hiu. Trên Auto Accessory tọa lạc tại trung tâm Lidl Sài Gòn, một địa điểm duy nhất, lâu đời nhất và lớn nhất của người Việt, bán nhiều và đầy đủ các loại mặt hàng về tân trang, bảo vệ cho xe hơi, xe truck, RV, tàu, hệ thống âm thanh stereo, niềng xe, vỏ xe, đặc biệt cho BMW, Mercedes, dán kiến xe, dash cover, seat cover. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Mai Chân xin chân thành cảm tạ quý vị đã thương mến ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. 714 554 1998, 554 1998.